Theo kết quả khảo sát hiện trạng sử dụng bếp than tổ ong cho thấy, trên địa bàn thành phố Hà Nội có khoảng 55.000 bếp. Tỷ lệ bếp than tổ ong ở các quận nội thành chiếm khoảng 63%, do tập trung nhiều cơ sở kinh doanh, nhà hàng, quán nước vỉa hè. Còn ngoại thành chiếm khoảng 37%. Trung bình mỗi ngày, Hà Nội tiêu thụ khoảng 528 tấn than, phát thải khoảng 1.870 tấn khí CO2 vào bầu không khí của thành phố. Chất lượng không khí trong nhà đo được tại các gia đình mặt đường, các tuyến đường chính luôn có tỷ lệ hạt bụi là 2,5 PM, cao hơn nhiều lần cho phép. Thậm chí ngay trong các hẻm, văn phòng thì các chỉ số không khí cũng không đạt tiêu chuẩn. Theo các chuyên gia, các con số này làm bất ngờ ngay cả với các cơ quan quản lý. Trước thực trạng này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đặt ra lộ trình trong năm 2018 phải giảm được 70% số lượng bếp than tổ ong. Đến hết năm 2019 là phải xong 100% bếp than tổ ong. Ngoài ra, Hà Nội cũng đặt mục tiêu đặt trên 30 trạm quan trắc không khí mới, trồng thêm 1 triệu cây xanh. Trước đó, trong năm 2017, toàn thành phố đã trồng được khoảng 430.000 cây xanh và sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt mục tiêu này. Đi kèm với các giải pháp giảm các nguồn gây ô nhiễm không khí, Hà Nội cũng đã thông qua nghị quyết hướng đến năm 2030 hạn chế xe máy tại một số quận nội thành.